Để có một thành phố yên bình, những người dân đã chung sống hòa bình với nhau. Ngoài ra, dưới sự bảo vệ của các vị thần, đặc biệt hơn, để liên thông giữa các người dân và các vị thần, đó chính là cánh cổng nơi đi lên trên đỉnh Olympus. Chính cái cánh cổng này là con đường giúp cho các vị thần có thể đi xuống trần gian một cách nhanh nhất. Và tất nhiên, để tạo nên cánh cổng này thì cần hai báu vật, đó chính là hai vật chi bảo, hai cái vũ khí. Chính vì hai cái vũ khí này rất là mạnh, xé không gian, thời gian để tạo ra cánh cổng. Cho nên chúng rất là được yêu thích của các loài yêu quái, quái vật. Và để bảo vệ chúng, tất nhiên các vị thần của chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đó dưới sự chỉ đạo của thần Zeus, ba vị thần như thần Thor, thần băng giá và thần lửa đã làm nhiệm vụ này. Bất kể tên quái vật yêu quái nào muốn chiếm đoạt hai cái thần khí này đều bị những vị thần của chúng ta đánh đuổi một cách dữ dội, khiến chúng phải bỏ chạy thật xa hoặc bị mất mạng. Nào là bị sức mạnh của sấm sét, nào là bị sức mạnh của lửa thiêu trụi bọn quái vật, nhưng dường như bọn chúng vẫn không bỏ cuộc. Hết con quái vật này tới con quái vật khác muốn đến ăn cắp hai cái vũ khí này. Dường như sức mạnh bí ẩn to lớn của hai binh khí khiến cho lũ quái vật dù tan xương nát thịt vẫn không hề bỏ cuộc. Và rồi trải qua nhiều năm tháng, sự thật sự việc của hai vũ khí đó đã lọt vào tay của rất nhiều yêu quái. Cuối cùng cũng lọt vào tay của một cái con rồng. Con rồng này được mệnh danh là một cái con rồng cực kỳ khỏe mạnh, tốc độ, khả năng chiến đấu của nó. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể tìm được một cái binh khí nào phù hợp. Khi nghe về hai cái thần khí tạo ra cánh cổng để cho những cái vị thần xuống thời gian thì lòng tham của nó cũng đã nảy ra. Và lúc này, con rồng nó cũng đã chuẩn bị lên tinh thần để có thể tới cái đỉnh núi Olympus ăn cắp một trong hai binh khí đó. Với khả năng tốc độ tinh nhẹ và nhanh chóng, cái con rồng này đã trong chớp mắt chạy tới đỉnh của Olympus. Vừa dừng lại thì con rồng này nó bắt đầu kế hoạch của nó. Tất cả những con quái vật khác đều mắc một cái lỗi lầm, đó chính là để nguyên sức mạnh của mình, làm cho các vị thần nhận ra, đánh hơi ra. Con rồng này cực kỳ thông minh, nó đã ém hết tất cả sức mạnh của nó lại, trở thành thân thể của một người bình thường. Nó đã biết rõ cơ chế làm việc của những vị thần. Họ không thường túc trực ở đây đâu. Họ trên đỉnh Olympus, khi mà cảm nhận được có yêu quái xâm nhập thì họ từ trên đỉnh mới bay xuống. Không ngờ con rồng này đã tìm hiểu rất là kỹ. Nó cũng đã lang thang xung quanh đỉnh Olympus để đi tìm hai cái binh khí đó. Vậy hai cái binh khí đó nó sẽ như thế nào? Sức mạnh nó ra sao? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nào. Với sức mạnh cơ thể bình thường khiến cho con rồng này leo núi một cách rất là khó khăn. Nhưng mà không hiểu sao cái sự may mắn của cái con rồng này khiến nó đã gặp một cái binh khí đầu tiên. Nó đã lục lọi tìm kiếm xung quanh. Chắc có lẽ lần này ông trời đã giúp nó. Cái vũ khí đầu tiên cũng đã hiện ra trước mắt nó một cách rất là dễ dàng. Và cái vũ khí này là một cây đao nhỏ, nhìn rất là giống với nó, hợp y chang nó. Lần đầu tiên vừa thấy cái vũ khí này, nó rất là thích. Hả? 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 Ta đã tìm ra ngươi rồi. Thưa các bạn, có hai cái vũ khí để tạo ra cái cánh cổng cho các vị thần, một cây chí âm và một cây chí dương. Cây đao đỏ này chính là chí âm, rất hợp cho lũ yêu quái, đặc biệt là con rồng này. Và con rồng này đã nhanh tay nhanh chân bay tới lấy cái cây đao này.
cầm lấy cây đao trên tay, con rồng này đang ngắm nghía và quên mất mình đang ở vị trí nơi của các vị thần. Bị lấy khỏi vị trí tất nhiên sẽ gây ra chấn động, và chỉ còn một nửa cái cánh cổng thời gian đã làm cho cả vùng núi Olympus bắt đầu rung chuyển. Sự chấn động đó đã khiến cho thần Zeus phải gặp tóc sai các vị thần còn lại xuống để điều tra. Khi gặp tên quái vật, Thor đã rất là tự tin khi chiến đấu, bởi vì anh đã từng hạ rất là nhiều tên quái vật muốn lấy cái thần khí đó. Nhưng mà lần này cái tên đầu rồng kia, khi hắn sở hữu cái cây đao thần khí, khiến cho hắn vô cùng mạnh mẽ, vượt xa sức chịu đựng của Thor. Rồi đây, trời ơi, sức mạnh và tốc độ của hắn tăng lên rất là nhiều lần. Thor đã bị yếu đuối sức, nhưng anh vẫn cố chiến đấu. Mày đâu rồi? Bước ra đây tao biểu cái coi. Mày hả con? Những cú sấm sét của Thor dường như chỉ là gãi ngứa cho hắn. Năng lượng của hắn tăng lên rất là nhiều. Sao không xin nhơi thế này? Ôi! Và một cú hít khiến cho Thor đã bất tỉnh. Tên quái vật hắn cũng nhanh chóng di chuyển đi mất. Sau thất bại của Thor thì cái tên đầu rồng đó, hắn đã trốn chạy cùng với thần khí. Thần Zeus rất là tức giận, ông cảm thấy bị sỉ nhục, và nguy hiểm hơn nữa, khi một thần khí như vậy lọt vào tay lũ yêu quái thì chắc chắn cả loài người và các vị thần sẽ không yên. Tuy nhiên, phải nhanh chóng ngăn chặn cái sai lầm này. Vị thần Zeus của chúng ta đã ra lệnh cho hai vị thần còn lại nhanh chóng đi tấn công cái tên quái vật đó và lấy bằng được cái cây đao kia về. Sau nhiều ngày truy đuổi tìm kiếm thì các vị thần còn lại cũng đã gặp được cái tên quái vật, nhưng mà dường như sức mạnh của hắn đã vượt xa rất là xa. Nhờ cái cây thần khí đó, hắn đã vượt xa sức kiểm soát của các vị thần, khiến họ rất là khó khăn trong việc chiến đấu với hắn. Từ những con quái vật tầm thường, nó đã trở thành một con quái vật không sợ điện, không sợ lửa và cả không sợ băng. Tất cả các vị thần đã bị nó đánh cho sắp mặt. Thậm chí nó còn đứng cho các vị thần thể hiện sức mạnh, nhưng dường như tất cả những gì đối với nó chỉ là gãi ngứa mà thôi. Các bạn có thể thấy khi mà nó phản đòn thì các vị thần của chúng ta đã bị thấm rất là nhiều. Máu của các vị thần cũng đã rơi ra. Tội nghiệp vị thần lửa, hỏng cả mông lên luôn. Trời ơi! Đâu rồi? Vị thần lửa của chúng ta cuối cùng cũng đã bại dưới tay của con rồng này. Tiếp đến sau vị thần lửa là vị thần băng, dường như cũng chẳng có thể làm gì cái con rồng này, nó rất là kinh khủng. Những cú đấm, những cú đòn cực mạnh của anh
dường như chẳng xi nhơi nó cả các bạn ạ. Những cú hóa băng của anh cũng chẳng có thể làm tan vỡ thân xác của cái con rồng quái vật này. Cây thần khí không hổ danh là cây thần khí. Trên đời này chỉ có cây thần khí còn lại mới có thể hạ cây thần khí này thôi. Các bạn thấy đấm như vậy mà nó không xi nhơi. Ha, xi nhơi rồi nè. Nhưng mà chẳng hề hắn nó đâu. Thấy không? Nó vẫn tỉnh dậy và mặt nó bơ 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 ra. Và rồi, thằng băng của chúng ta cũng nhận lấy kết quả như hai vị thần khác. Sau thất bại của ba vị thần, ba vị chiến binh mạnh nhất đỉnh Olympus, thì liệu thành phố này có còn yên bình như xưa nữa không? Cả loài người và các vị thần chẳng lẽ lần này sẽ bị diệt vong hay sao? Nào, bây giờ chúng ta hãy quay lại chỗ của Hedwig. Thì sau những cái tập trước mình đã làm ở kênh cũ đó, anh đã đạt được sức mạnh cũng như chiến đấu với lại tất cả những con quái vật kinh khủng nhất. Thì anh đã xin cha của mình là thần Zeus về sống một cuộc sống bình thường của một người con người. Nhưng mà sau vụ việc này xảy ra, liệu anh có được phép trở thành một con người bình thường nữa không? Hiện tại thì đây là Hedwig. Nhân vật này quá quen thuộc rồi đúng không? Hedwig đang nằm ngủ. Trong khi ngủ thì anh đã có một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Và trong giấc mơ ấy thì Hedwig của chúng ta đã mơ anh đang đứng trên đỉnh Olympus. Và đây là cha của anh. Thì thần Zeus mới nói: ta cho gọi con tới đây là muốn nhờ con hãy giúp một chuyện. Hiện tại thì một trong hai cây thần khí mở cánh cổng cho các vị thần đi xuống trần gian đã bị lấy cắp. Để có thể lấy lại cái cây thần khí bị mất cắp đó, ta sẽ giao cho con một nhiệm vụ. Đó chính là con sẽ sử dụng cái cây thần khí còn lại, rồi sau đó đánh hạ tên quái vật, lấy cả hai cây thần khí về cho ta. Nhưng mà Hedwig của chúng ta thắc mắc tại sao nhiệm vụ lần này lại giao cho con. Thì thần Zeus mới trả lời: cái cây thần khí còn lại chỉ có sức mạnh và ý chí của con người mới có thể sử dụng được nó. Tất cả quái vật và thần linh đều không thể đụng vào nó. Đó chính là lý do mà thiên đình không bao giờ bị sụp đổ. Hiện tại cái cây thần khí còn lại nó đang nằm dưới đỉnh, dưới chân của đỉnh Olympus. Con hãy tới đó và tìm tất cả những sinh mạng của con người và các vị thần nằm trong cái tay con đó. Hãy đi đi. Sau giấc mơ đó, anh cảm thấy hốt hoảng và tỉnh dậy. Hedwig rất là phân vân, muốn mình sống một cuộc sống của con người, nhưng mà lần này mình không ra tay thì đúng như lời cha của mình nói, tất cả mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Nên anh đã quyết tâm thực hiện một lần cuối cùng, đánh bại cái tên rồng đó, lấy hai cái thần khí quay trở về, và sau đó tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Thế là Hedwig của chúng ta sẽ lên đường. Do anh đã trả hết sức mạnh rồi, nên bây giờ anh chỉ là một con người bình thường thôi, không có thể bay như những cái tập trước được. Đi bộ ra. Bây giờ phải di chuyển bằng xe để có thể tới được đỉnh Olympus. Nhìn Hedwig ngầu bà cố luôn. Thời hiện đại mà, phải đi xe mô tô này.
mang áo ba lỗ mà ngầu. Thì sau một ngày trời di chuyển thì headwind của chúng ta vừa tới được đỉnh núi. Nhưng mà là thật bất ngờ, khi anh vừa tới đây thì cái thần khí đó nó đã gầm rú lên, giống như nó muốn tìm chủ nhân. Và headwind của chúng ta là người rất là thích hợp, rất là dễ dàng còn hơn cả cái tên quỷ đầu rồng kia kìm. Thì cây thần khí đó nó cũng đã hiện ra trước mắt của anh, nó đã nằm trên đỉnh của một cái bờ hồ. Các bạn thấy cái thây thần khí như thế nào? Rất là đẹp, rất là ngầu, một thanh gươm rất là bự màu vàng. Wow, nhìn mình rất là thích rồi. Sau đó Hedwin lấy thanh gươm này và sức mạnh của thanh gươm đã hút tất cả các linh khí xung quanh truyền cho Hedwin của chúng ta, giúp anh trở thành một vị thần thật sự. Tức là lúc này anh đã có sức mạnh của vị thần, có thể chiến đấu ngang với những cái tên quái vật khác rồi. Và rồi, tất nhiên khả năng của anh có thể bay được, không phải sử dụng cái xe kia nữa đâu. Xe em hãy chờ đây, tí nữa anh về anh trả hàng xong rồi anh lấy em anh đi phượt. Và rồi headwind của chúng ta đã bay đi. Tất nhiên với sức mạnh của vị thần thì sẽ cảm nhận được cái tên quái vật cũng như cái linh khí còn lại đang ở đâu. Tăng tốc nào, không còn thời gian nữa. Hẳn đây rồi, quậy phá nát cái thành phố rồi, bây giờ phải ngăn chặn nó lại. Bước ra đây nào cu. Trời ơi, đâu rồi, nó nằm trong cái hẻm này hả? Sao mày chui vô đây làm chi vậy? Kia. Giỡn mặt này. Thì với cái cây thần khí mới, Headwind của chúng ta rất là mạnh, có thể sánh ngang với lại cái tên quái vật kia. Hắn đã chạy ra rồi kìa. Một nắm hả? Mày láo cá, cho mày ăn hành nè. Bữa giờ mình nói nhiều rồi nha, để bây giờ mình sẽ vừa đánh vừa mở nhạc cho các bạn nghe, mình khỏi phải nói. Nói hoài cũng chán đúng không?
hắn đã mắc kẹt trong kia rồi các bạn, phải tranh thủ cho nó ăn một cú trọn đời nó luôn. Yeah, thì cuối cùng Headwind của chúng ta đã chiến thắng, lấy lại cái đao nào. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy đăng ký kênh của mình nhé.